Tạp chí Khoa học Phổ thông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 3 quận Gò Vấp tổ chức chương trình Vui khỏe mỗi ngày, chủ đề nhận biết, xử trí các bệnh lý về cơ xương khớp, tim mạch, đột quỵ và trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Với sự đồng hành của các bác sĩ hệ thống Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện Quân y 175, chương trình đã chia sẻ những nguyên nhân gây bệnh lý xương khớp thường gặp, trang bị kiến thức đủ và đúng về các bệnh lý tim mạch, vấn đề trẻ hóa ở bệnh nhân đột quỵ để giúp mọi người chủ động hơn trong việc phát hiện, kiểm soát và điều trị bệnh. Nhờ cái chương trình này mà tôi có dịp để mà trao đổi với các bà con cô bác về cái hướng để mình nhận biết sớm, để mình có cách hướng dự phòng và điều trị, để tránh những trường hợp mà nặng dẫn đến tàn phế. Với cái nhiệm vụ của thành phố giao cho tạp chí Khoa học Phổ thông chúng tôi là chăm lo sức khỏe cho người dân, cho cộng đồng trên thành phố, và chúng tôi hy vọng lan tỏa những cái chương trình sức khỏe này cho cộng đồng cũng như là người dân ở thành phố ngày càng có những cái sức khỏe được tốt hơn. Cảm ơn tạp chí Khoa học Phổ thông và các mạnh thường quân đã đồng hành với Đảng ủy Ban nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội và có cái tư vấn cho bà con nhân dân trên địa bàn phường về cách nhận biết, phòng tránh các cái bệnh. Ban tổ chức phối hợp cùng với các mạnh thường quân dành tặng 30 phần quà, mỗi suất bao gồm học bổng và các nhu yếu phẩm cho 30 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng dành tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn sau đại dịch COVID-19 trên địa bàn của quận Gò Vấp.